chồng ơi, anh đem em đi đâu vậy? Con mụ vợ xấu xí tâm thần này, tao đem vô rừng bỏ mày để tao lấy vợ khác. Chứ tao sống với mày tao chịu hết đổi rồi. Không, không, bỏ người ta, cứu tôi. Chết đi. Mình sẽ dựng chuyện mụ ta lạc vào rừng rồi chết mất. Mình sẽ đường đường chính chính lấy con gái của thủ trưởng giàu có. Thôi, chết tiệt. Sao ở đây lại có hổ thế này? Hả? Mày định làm gì tao? Mau, mau thả tao ra. Đau bụng quá, đau bụng quá. Thôi, người đâu rồi? Người đâu rồi? Không, không phải ta đói đâu. Mau, mau, đi kiếm bà đỡ đẻ cho ta. Còn có người sắp chào đời rồi nè. Cái gì nữa? Trời đất ơi, bà đỡ đẻ mà ngươi cũng không biết à? Mau, mau vào thế giới là ngươi mà hỏi. Không xong rồi, không xong rồi. Đau à, mình chịu hết nổi rồi. Ra rồi, ra rồi. Hay quá, cuối cùng con của mình cũng chào đời. Thôi, thôi, con của người ra, ra đời rồi kìa. Hãy, hãy chăm sóc nó, hãy kiếm đồ ăn cho nó, hãy nhớ bảo vệ nó. Ta chịu không nổi rồi, chắc ta đi trước. Ngon quá đi, ngon quá đi, ngon quá đi. Cha, cha về rồi hay sao? Cha còn đem món cá nữa à? Thích quá, thích quá. Con sẽ ăn hết luôn, con sẽ ăn hết luôn. Ngon quá, no quá, thích quá. Cảm ơn cha nhiều lắm. Nhưng mà trời ơi, con vẫn còn thèm ăn. Con muốn ăn thịt hươu quá à. Cha đi bắt hươu cho con đi. Không chịu, không chịu. Con không thích ăn thịt cá với thịt heo rừng nữa đâu. Mày cứ đỡ ngán lắm. Con chỉ muốn ăn thịt hươu thôi. Cha nhanh đi đi. Mẹ kiếp, quan sát cho kỹ vào. Con hổ ăn thịt người ở quanh khu vực này mà thôi. Hả? Thấy nó rồi kìa. Mau, bắn chết nó đi. Nó còn gầm nữa kìa. Nhìn lên, mau hạ gục nó đi. Không thì nó sẽ phóng về hướng của chúng ta mất. Hả? Sao có tiếng hổ gặp trong đau đớn thế? Là tiếng của cha. Không lẽ cha gặp chuyện hay sao? Cha ơi, cha đâu rồi? Chết tiệt, đừng đi. Lũ khốn kiếp này các ngươi là ai? Sao dám làm hại cha của ta? Ta sẽ ăn thịt hết các ngươi. Không, không, quái vật hổ. Người của mình, người của mình. Cha có sao không? Cha bảo con thật mau lớn, càng ngày càng giống mẹ con hay sao? Cha còn bảo con nhanh chóng tới thế giới con người, quê hương của mẹ để sinh tồn à? Không, con không muốn đi đâu, con không muốn bỏ cha đâu. Cái gì nữa chứ? Cha bảo nơi đó sẽ có rất nhiều người tốt. Nếu con giúp đỡ họ, họ sẽ không ghét bỏ con. Ngược lại, họ sẽ cho con ăn, cho con uống. Cha đừng đuổi con mà. Trời. Thôi được rồi, Con sẽ đi. Đã đảo chính phủ, đã đảo quân đội, hãy loại bỏ bơm phóng xạ ra khỏi nhân loại. Thứ đó sẽ gây hại cho chúng tôi. Đã đảo chính phủ, đã đảo quân đội. Ồ, sao cái khu vực gần bìa rừng này lại xuất hiện nhiều người thế này? Dường như bọn chúng đang làm gì đó. Tôi đã hỏi mới được. Này, cái người đang làm gì vậy? Sao người giống như là từ dưới đất chui lên vậy? Bọn ta là những công dân lương thiện, nhưng lũ chính phủ liên kết với quân đội tạo ra những quả bom phóng xạ
để tiêu diệt lũ quái vật Kaiju. Nhưng thứ đó sẽ ảnh hưởng tới con người chúng ta, nên chúng ta phản đối. Bơm phóng xạ, quái vật Kaiju là gì chứ? Tôi không hiểu. Nhưng khoan, mấy người có phải là người tốt hay không? Nếu tôi giúp đỡ mấy người thì mấy người có cho thịt tôi ăn không? Cái gì chứ? Nếu người giúp bọn ta xóa sạch bơm phóng xạ của lũ quân đội chính phủ kia, bọn ta sẽ cho ngươi tất cả những gì mà ngươi muốn. Được, vậy thì ta sẽ đi phá hủy những thứ đó cho các ngươi. Chết tiệt, hồi nãy giờ ai nói chuyện với tôi vậy? Cuối cùng mình cũng đã gặp được những người tốt. Mình sẽ giúp đỡ họ để họ cho mình thật nhiều thức ăn. Bên trong này là khu quân đội. Mình sẽ tìm được lũ bơm phóng xạ và phá hủy bọn chúng. Hả? Có người kia. Này, tên kia, ngươi có biết khu bơm phóng xạ đang ở đâu không? Ở phía trước kia. Hả? Mẹ kia, ngươi là tên nào? Chết tiệt, một con quái vật hồ à. Cấp báo, có kẻ đồn nhập. Hả? Ta định giúp đỡ người tốt để ta kiếm thịt ta ăn thôi. Ngươi tại sao lại la lớn như vậy? Gì vậy? Tiếng động như vậy? Các ngươi định làm gì ta vậy? Tại sao lại tấn công ta khiến ta đau đớn thế này? Lũ khốn kiếp, mau tránh xa ta ra. Chết tiệt, thứ gì thế kia? Một tên hổ hình người à. Khổ kiếp, mau sử dụng súng liên thanh, rocket hạng nặng, tấn công hủy diệt thứ quái vật kia. Đừng cho nó tới gần kho bom nguyên tử của chúng ta. Bọn chúng nói kho bom nguyên tử có phải là bơm phóng xạ hay không? Chết tiệt, các ngươi mau nói cho ta biết lũ bơm phóng xạ đó đang ở đâu. Ta sẽ phá hủy bọn chúng để thực hiện lời hứa với những người tốt ở đằng kia. Họ hứa cho ta thật nhiều thịt nếu ta làm được điều này. Dài. Chết tiệt, thiệt là cái thứ quái vật này là do lũ dân đen xài tới. Không hay rồi, nó mạnh quá. Súng đại không thể xuyên được người của nó. Nhanh chóng tìm biện pháp cấp tốc hủy diệt nó đi. Đâu rồi, bơm phóng xạ, các ngươi giấu ở đâu rồi? Nhưng cái thứ tròn tròn này là gì nhỉ? Có phải là bơm phóng xạ không? Mẹ kêu, không hay rồi, nó vào kho bơm của chúng ta rồi. Đừng. Vậy thì ta sẽ phá hủy sạch bọn chúng. Dài. Báo động đó, tất cả bơm nguyên tử ở khu vực quân đội đã bị kích đó, và sức mạnh của bơm lại bị hấp thụ vào trong người của một con quái vật hồ. Nó trở thành khổng lồ rồi kìa. Không, chuyện gì thế này? Sao người ta lại biến trở nên to lớn khổng lồ vậy? Tất cả là do lũ khổ kiếp con người các ngươi. Ta sẽ giết hết các ngươi. Lại có chuyện không hay xảy ra rồi. Vụ nổ bơm hồi nãy để thu hút những quái vật phóng xạ từ dưới biển lên. Bọn chúng là lũ cá mập Kaiju. Mau, rút quân khỏi khu vực này để cho lũ quái vật phóng xạ đó giết chết con hổ khô kiếp kia. Cái gì nữa? Sao xuất hiện nhiều cá mập to lớn chạy bằng hai chân thế này? Chết tiệt, bọn chúng không lẽ cũng giống mình, cũng là những quái vật khổng lồ biến dị? Các ngươi định làm gì ta? Mày kiếp, các ngươi định ăn thịt ta? Chết tiệt, mau tránh xa ta ra. Giết nó đi anh em. Trong cơ thể của nó chứa rất nhiều nguồn nguyên tử phóng xạ. Chúng ta cần thứ đó để bồi dưỡng. Mau, xé xác nó. Đau à. Đủ chết tiệt. Các ngươi muốn ăn thịt ta? Vậy thì đừng có trách ta. Ta sẽ xé xác lũ các ngươi. Ngon quá. Ta không ngờ thịt của lũ cá mập biến dị các ngươi lại ngon đến như thế. Vậy thì ta sẽ ăn sạch các ngươi để chúc cơn thịnh nộ lên đầu của lũ khốn kiếp các ngươi. Từ quái vật hổ phóng xạ này nó không tầm thường đâu. Mau rút lui nhanh đi anh chị em. Các ngươi định xé xác ta rồi bỏ chạy hay sao? Không thể thoát được ta đâu. Chết hết đi lũ khốn kiếp. Lũ chết tiệt đó gọi mình là hổ phóng xạ. Hay lắm. Kể từ nay ta sẽ là một con quái vật khốn kiếp. Ta sẽ khiến bất cứ con mồi nào nhìn thấy ta đều phải khiếp sợ.